đã trở lại sau một cái kỳ nghỉ đông dài, thiệt là dài, không là nghỉ Giáng sinh rồi nghỉ Tết Tây rồi tới nghỉ Tết Ta luôn. Hy vọng rằng là anh chị em có nhiều cái điều mà Chúa làm trong cái thời gian vừa qua. Tôi rất là được khích lệ khi nhìn thấy nhiều cái sự thay đổi trong cuộc đời của nhiều anh em. Nhưng mà tôi muốn nói với anh em một điều, cái việc mà Chúa thay đổi cái echo, cái việc mà Chúa thay đổi trong đời sống của chúng ta chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện lớn hơn nữa là sao, anh em biết không? Chúa sẽ dùng những cuộc đời thay đổi này để thay đổi nhiều cuộc đời khác. Amen anh chị em. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là mình chỉ đến học lời Chúa là Chúa chỉ thay đổi mình được phước, đúng rồi. Nhưng mà đừng có quên, cái ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tôi và anh em là Chúa chọn chúng ta, nặng ban phước cho chúng ta và qua chúng ta làm nguồn phước cho muôn dân trên đất nữa. Nhiều khi mình không có nghĩ đâu. Tôi biết chắc là đại đa số anh em khi ngồi đây học ít có khi nào nghĩ là mình sẽ trở thành người hầu việc Chúa. Anh em biết rằng cách đây 30 năm hơn khi mà chính phủ mà gửi tôi sang Nga để học với cái chuyên ngành là xây dựng đảng và chính quyền, tôi không bao giờ tôi nghĩ là sẽ không, tôi sẽ trở thành, không bao giờ. Rồi khi mà thậm chí mà khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa đó, cũng không có bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành người hầu việc Chúa. Nhưng mà ý muốn của Chúa đó bao giờ nó cũng trỗi vượt hơn ý muốn của tôi và anh em. Và cái đường lối của tôi và anh em thì không có bao giờ mà nó có thể ngang được. Tức là nó lúc nào nó cũng thấp lè tè so với cái đường lối của Chúa, như là trời cao đất thế nào vậy đó. Cho nên xin Chúa cho cái lòng anh chị em cứ mở ra. Hãy nắm lấy một điều thôi. Chúa anh em là người được phước, nhưng mà không chỉ dừng lại ở cái chỗ mình là người có phước, mà mình là có cái sẽ là cái người mà đem phước đến cho người khác nữa. Đừng lo lắng về tuổi, lo lắng về trình độ. Nếu anh em để ý là những người mà được Chúa chọn trong Kinh Thánh á, nhiều khi Abraham thì bao nhiêu, gần 100 rồi mới được kêu gọi. Môi-se 80, còn Noe cái lúc mà ông được kêu gọi đóng tàu mới có sơ sơ 400 tuổi hả, không nhiều hết trơn á. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là mình quá già để có thể hầu việc Chúa, hoặc là mình quá trẻ hả? Đối với Chúa không vấn đề, bởi vì khi Chúa dựng nên tôi và anh em là Chúa đã dựng nên tôi và anh em cho một cái mục đích rất cụ thể rồi. Cho nên ngày nào tháng nào mà mình sẽ coi là mình đã đủ chính là Chúa đã biết trước vậy rồi. Cho nên vấn đề của tôi và anh em là hãy mở ra, hãy mở ra để nhận cái điều mà Chúa muốn mình nhận, hãy mở ra để tiếp đón những gì mà Chúa muốn mình tiếp đón, để rồi qua những cái nguồn linh lương đó tôi và anh em sẽ chính đủ đúng cái thời điểm của Chúa và trở thành nguồn phước dân trên đất. Sáng nay khi mà tới đây tôi nghe ông chủ nhà ông kể là không có cái giấc mơ, cái chồng có giấc mơ tự nhiên thấy ruộng cỏ là cỏ đầy hết trơn, mà tự nhiên giống như là không có nước, nước sắp sắp mà thò tay xuống hốt cái lóc, cái trầu to mà nghẹt luôn. Tôi biết tới rồi, cái vùng đó ở đâu mình cũng nghi lắm rồi, cái vùng ở đâu chúng ta cũng nghi lắm rồi. Cho nên xin mỗi một anh em hãy sẵn sàng, hãy sẵn sàng. Chúa nó không phải như mình tính đâu. Và phần lớn mà những người hầu việc Chúa đó, theo tôi biết, tôi chính cá nhân tôi cũng nhận là khi bước vào trong chức vụ là toàn là ngẫu nhiên không, phải là tình cờ đó. Giống như cái kiểu này, cái hầu đó do cái hôn đó nó vậy, cho nên tự nhiên á, chứ không, tức là mình không có dự liệu trước là mình sẽ trở thành một cái người hầu việc Chúa, hay mình dự liệu mình sẽ trở thành một cái người cầu nguyện chữa bệnh đâu anh xem. Không, cái là mình nghĩ là phải gì mà hôm đó mà ông mục sư ổng đi á là mình không có cầu nguyện rồi, nhưng mà bữa đó ông không có mặt, cái mình cầu nguyện cái phép lạ nó xảy ra, rồi bắt đầu cứ như vậy và chúng ta bước vào trong cái chức vụ. Sáng hôm nay thì trước khi tôi và anh em để bước vào trong cái loạt bài học về thiên sứ và tà sứ học, tôi muốn anh xem chúng ta cùng dở ra với nhau ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 21. Tôi muốn dùng cái phần Kinh Thánh này anh xem
lệ lẫn nhau. Trong cái tình hình mà Vũ Hán nó đang hò hét khắp nơi. Sáng nay tôi có đọc một cái status ở trên Facebook, có người viết như thế này: đàn bà đó thì sợ cái mấy ông vũ phu, đàn ông thì ngán nhất là vũ nữ, còn bây giờ thế giới sợ Vũ Hán. Sự ký nhất đoạn 21. Tôi muốn anh chị em hiểu rõ hơn một chút xíu về cái mỗi khi mà dịch lệ nó xảy ra trên thế giới. Sự ký nhất đoạn 21. Tôi đọc một vài câu chứ chúng ta không có thời giờ để đọc hết, nhưng mà tôi tin là anh em biết cái câu chuyện này. Câu số 1: Satan nổi lên chống lại Israel nên xúi dục David kiểm tra dân số. Tiếp theo câu số 7: việc kiểm tra dân số này là một điều ác dưới mắt Đức Chúa Trời nên Ngài trừng phạt Israel. David thưa với Đức Chúa Trời: con đã phạm tội nặng quá khi làm điều này, nhưng bây giờ xin Chúa bỏ qua tội ác của con là đầy tớ Ngài, vì con đã hành động một cách rất dại dột. Rồi sau đó Chúa cho David chọn cái thi hành án phạt, có ba cái phương án. Cuối cùng cái phương án cuối cùng đó là cái phương án mà dịch lệ sẽ xảy ra trong xứ sở 3 ngày thôi. Tôi muốn anh xem tiếp cái câu 14: Đức Giê-hô-va giáng ông dịch xuống Israel làm 70.000 người Israel ngã chết. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến để hủy diệt Jerusalem, nhưng khi thấy thiên sứ đang hủy diệt thì Đức Giê-hô-va liền đổi ý về tai họa này và truyền cho thiên sứ đang hủy diệt: đủ rồi, hãy dừng tay lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đứng gần sân đập lúa của Ornan người Jebusit. Thưa anh chị em, chúng ta biết là khi mà dịch lệ nó xảy ra đó, cho đến tận hôm nay thì thứ nhất, dịch lệ mà đã xảy ra là nó tự động nó xảy ra. Ngày hôm nay người ta nghĩ là do mấy cái ông kia ăn súp dơ rồi những là lẩu rắn ấy, đâu phải đợt này họ mới ăn. Người Trung Quốc họ ăn từ ngàn đời vậy chứ, đúng không? Rồi có người thì họ có những cái thuyết âm mưu, ví dụ như là do cái phòng thí nghiệm gì đó, rồi có mấy con virus nó sống nó chạy ra ngoài được, hoặc là do Trung Quốc là muốn tìm cách hủy diệt thế giới bằng vũ khí sinh học, cho nên trộn lẫn cái virus HIV vậy chứ. Người ta có quyền tưởng tượng cách. Nhưng có một điều tôi và anh em, trong ánh sáng của lời Chúa đó, tôi và anh em để ý thấy dịch lệ đó, đây là thiên sứ hủy diệt đang thực hiện sứ mệnh. Mặc dù ở dưới đất cái lúc bây giờ đó, là cái câu số 14 đó, là Kinh Thánh nói gì? Đức Giê-hô-va giáng ôn dịch xuống Israel làm 7.000 người chết. Nhưng mà thực sự là có một cái ông thiên sứ, thực sự rõ ràng là mình thấy gì? Sai một, tức là ở dưới đất cái về phương diện con người á, mình nhìn thấy là gì? Ông thực sự là có một cái vị thiên sứ đang thi hành, đó là cái án phạt á, đang hủy diệt. Đây là lý do mà người ta không có nghiên cứu được hết, là người ta không biết cái con đó nó ở đâu ra hết. Đó, cái mà tôi muốn anh chị em dân sự Chúa, các đại tớ Chúa nhìn thấy ở đây. Bao giờ cũng vậy, theo như người ta thống kê lại từ xưa đến giờ đó, cứ dịch lệ nó xuất hiện, nó tự động nó xuất hiện, rồi nó tự động nó biến mất. Người ta hỏi những bác sĩ vậy chứ chưa có vaccine phòng bệnh trị liệu, vậy thì tự sao họ lành bệnh? Thì ông trả lời rằng là đó là cái khả năng tự đề kháng của người ta thôi, tức là mình giúp cho người ta phục hồi rồi tự, tức là họ tự chữa lành thôi hả. Đó là về phương diện y khoa người ta giải thích như thế. Nhưng mà tôi và anh em, nếu mà anh em nhìn trong ánh sáng của Thánh Kinh, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy điều gì anh xem? Chúa bảo là đủ rồi, dừng tay lại. Người ta có thể đổ lỗi là do chợ hải sản gì. Vâng, có thể nhưng mà tôi và anh em hãy nhìn cái nhìn rất thật. Cho nên trong cái loạt bài mà thiên sứ học này nè, tôi và anh em sẽ có cái cơ hội nhìn thấy trong ánh sáng của lời Chúa về một cái thế giới thần linh đang hiện hữu cùng với chúng ta. Mình không thể can thiệp vào thế giới thần linh, nhưng mà thế giới thần linh có thể can thiệp vào cái thế giới hữu hình của tôi và anh em đây.
Và một trong những cái tạo vật của Chúa đó là các vị thiên sứ này. Nếu khi cần thiết là Chúa sẽ sử dụng họ để thi hành sứ mệnh của Chúa. Họ có thể là những người tức là giúp đỡ cho con dân Chúa, nhưng mà đồng thời họ cũng chính là những nhân viên thi hành án. Không phải nhân viên thừa phát lại đâu, họ là những nhân viên thi hành án rất thật. Không ai thấy cả, chỉ thấy người ta chết, chết liệt vị trong quan nghĩa đó là một chết ngã như 7.000 như thế, không ai biết hết. Không ai thấy, chỉ có Chúa mở mắt. Mắt câu số 16 anh xem biết gì. Anh em nhìn tiếp câu. David ngước mắt lên thấy thiền sư Đức Giê-hô-va đứng giữa không trung, tay cầm gươm đưa ra trên Jerusalem. Lúc đó là quỳ một xuống. Tôi biết trong những ngày vừa qua dầu rất là chậm, nhưng mà hội thánh cũng bắt đầu khắp nơi bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện cho sự bảo vệ của Chúa ở trên chính mình, gia đình mình, trên dân tộc này. Cũng có người bắt đầu vượt biên rồi, vượt biên giới thuộc linh, đó là cầu nguyện cho con cái Chúa ở tại Vũ Hán hay tại Trung Quốc. Có lẽ trước đây thì người ta, nếu mà cháy rừng ở Úc người ta cầu nguyện nhanh lắm. Tôi không biết mấy cái anh mà cầu nguyện trên bàn phím đó, không biết họ cầu kiểu gì, nhưng mà Úc đồ đó họ nhanh lắm. Hình như Hàn Quốc, quên, xin lỗi, hình như Trung Quốc, hình như là họ không có được quan tâm lắm hay sao. Tôi có cười, tôi nói đã trong cái vấn đề cầu thai rồi, trong vấn đề chức phận thầy tế lễ mà phân biệt thù với ta thế này thì lời cầu nguyện khó đến nơi. Quay trở lại vấn đề, xin anh chị em lưu ý, tất nhiên khi mà dịch lễ nó xảy ra, tôi và anh em kêu cầu Chúa, xin Chúa bảo vệ, đúng không? Nhưng hãy nhớ này, sáng nay khi tôi cầu nguyện một lần nữa cho cái vấn đề này, thì cái điều mà Chúa hướng dẫn tôi đến chỗ này đó là người đứng đầu phải nhận ra sự thật. Người đứng đầu phải nhận ra sự thật, phải nhận ra Chúa ơi, con sai rồi. Ông Tập Cận Bình, ông chỉ muốn nhìn nhận trước dân chúng là ông Bộ Chính trị, tức là ông và Bộ Chính trị là có lỗi, có thiếu sót trong chuyện này mà chưa nhận sai. Cho nên điều mà tôi muốn anh xem cầu nguyện cho bậc cầm quyền, xin Chúa ban cho họ cái lòng ăn năn. Nhiều khi mình nghĩ nhưng mà một sơ mới cái ông đó không ăn năn đâu. Không, Chúa nói gì? Lòng các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va như dòng nước chảy, Ngài muốn nghiêng lệch bề nào là tùy theo ý của Ngài. Chúa có thể ban lòng ăn năn cho ông Tập Cận Bình không anh xem? Sao không? Thật ra anh em cơ đốc nhân Trung Quốc họ cầu nguyện mạnh hơn chúng ta nhiều. Xin Chúa cho những người lãnh đạo có cái lòng ăn năn, họ hạ mình xuống trước Chúa. Và khi đó thì từ trời cao Chúa sẽ phán gì? Đủ rồi, đủ rồi. Cho nên ngoài cái việc mà anh xem cầu nguyện xin Chúa bảo vệ chính mình, thì hãy cầu nguyện cho những cái người lãnh đạo để họ nhận biết họ phải hạ lòng xuống trước. Đây là thời điểm không phải để định tội là ông giết cơ đông nhân. Đây không phải là thời điểm để định tội là ông đập phá nhà thờ, tức là nói về miền Trung Quốc. Anh em ơi, đây là cái thời điểm để phải mà mình cứ làm cái việc của một chức phận của một thầy tế lễ là quỳ xuống, nhưng không phải là chức phận của một tiên tri là định tội. Chúng ta xuống ngay. Tin vui thì không có rao báo, mà cứ cái tin buồn rao báo không hả? Vì cái lòng tin vào cái truyền thông chính thống nó không còn, cho nên là mà cái đây là cái nguy hiểm. Bởi vì cái nào mà cái tin báo chính thống nói thì mình không có tin. Cho nên vì mình không tin, cho nên cái thằng nào nó nói tầm đâu rồi, vậy là mình thấy nó khác với chính thống là mình tin liền, mình không cần kiểm chứng gì đâu. Có ông mục sư từ Vũ Hán ông nói ra, ê, có cái anh đó mình đang quay lại, xin lỗi cái mạng bên Trung Quốc nó kiểm tra chặt, làm sao có cái chuyện đi ra. Lấy toàn cái tin của Đại Quỷ Nguyên không, mà Đại Quỷ Nguyên là bên của Pháp Luân Công, là nó không ưa chính quyền Trung Quốc. Thế là cứ nghe. Tin vui thì không đưa. À, toàn loan báo tin buồn không. Mình quên mất mình là người là được Chúa chọn để gì? Rao báo tin mừng. Bàn chân của những kẻ rao báo tin buồn thật là xấu xí thật. Đúng không? Thì Chúa nói trong hiệp bằng chứng của những kẻ rao báo tin mừng là sao? Tốt đẹp thay thì nó ngược lại chứ.
Nhưng mà suốt ngày ôm truyền thông, tức là lấy mạng rồi cứ nói toàn cái chuyện nó đau không. Anh em ơi, tôi và anh em được Chúa chọn để thay đổi xã hội, thay đổi lịch sử. Không phải bằng bạo lực chính trị hay là quân sự đâu, mà bằng lời cầu thay có thẩm quyền của một vị vua, của một thầy tế lễ hoàng gia. Cho nên xin Chúa giúp tôi và anh em nhìn thấy rồi. Cầu nguyện xin Chúa bảo vệ, ok, cầu nguyện cho những bậc công quyền. Xin Chúa cho họ nhận ra cái sự việc để họ hạ lòng xuống. Chính ông Tập Cận Bình ông nói đây là con quỷ, tức là corona đó, là nó là cái đây là con quỷ. Họ nhận biết một phần nữa đó. Xin ban lòng năng cho. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở thêm anh chị em tại đây, cũng như là những người đang xem qua online, cũng như các đại tớ Chúa. Chúa phán là người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Tôi biết trong những ngày vừa qua là ai nấy đều sử dụng Thi Thiên 91 ấy. Nhưng vấn đề là có ở đó hay không. Chứ cứ công bố là mình không sợ corona, bởi vì mình được Chúa bảo vệ. Đúng như sao ấy, Chúa thì đứng về phía chúng ta rồi đó. Nhưng mà tôi và anh chị em có đứng về phía Chúa không ấy chứ. Mình có ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao hay không chứ. Chứ còn mình chạy đằng ông hoặc cái mặt đó là không chết mai mai. Xin Chúa giúp cho tôi phải nên nhận ra điều này nè. Mà trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao là đâu? Ở trong sự cầu nguyện, trong lời Chúa. Chứ còn cái lời Chúa thì không đưa ra, mà thấy đưa toàn cái chuyện là Khổng Tử nói này, Tôn Tử nói như này, bên NASA nó nói như này, bên bác sĩ kia. Thì cái, mà mình cứ như thế không, mình cứ ở ngoài rồi đó. Rồi mình nói gì? Sẽ có muôn ngàn người sa ngã bên cạnh ngươi và chắc luôn chở đó. Xin Chúa giúp cho tôi và anh em hãy hành xử như một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời trong cái thời điểm đặc biệt này. Nếu anh em phải nói, hãy nói những cái điều gì mà đem lại cái sự dứt giấy đức tin. Nếu anh em phải nói thì hãy là nói cái nào đó mà để kéo người ta đến gần với Đức Chúa Trời. Đây không phải là lúc để công bố sự thù hận. Rất là nhiều người trong những ngày vừa qua khi tôi lướt tôi nhìn xem theo kiểu là đáng ác quá mà. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được sự thật và có cái cách hành xử thật sự là đáng xuống. Đừng có quên tôi và anh em được Chúa chọn để làm sự sáng cho thế giới này. Amen anh chị em. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần bài học của mình. Chúng ta sẽ quay trở lại cái phần mà thiên sứ đoán phạt qua các cái đó nữa một lần, nhưng mà chắc phải ngày những ngày tới. Giáo lý về thiên sứ là một trong những giáo lý khó trong hệ thống thần học Cơ Đốc, bởi lẽ Kinh Thánh không có mặc khải nhiều. Kinh Thánh thì nói nhiều về thiên sứ nhưng mà không có dạy về thiên sứ. Tức là những cái chỗ Kinh Thánh mà đề cập đến thiên sứ là thường thường là một cái câu chuyện nào đó rồi họ xuất hiện, chứ không phải là dạy dỗ gì về các vị đó. Cho nên khi nói cái tất thải các cái địa chỉ Kinh Thánh lại với nhau thì cũng cho chúng ta biết một số điều về những hữu thể thiêng liêng này. Họ là những tạo vật của Chúa được tạo dựng nên để nhằm mục đích là gì? Phục vụ chúng ta. Bao nhiêu người trong anh em biết là các vị thiên sứ, tất nhiên thiên sứ thiện đó nha, là họ được dựng nên là nhằm mục đích là để phục vụ cho chúng ta. Nhưng mà cái trớ trêu là thế này, trớ trêu là ngay cả từ Tây sang Đông thì người ta lại có cái xu hướng là đi thờ lại thiên sứ. Không phải chỉ thờ lại mấy ông tà thôi nha. Ở Việt Nam mình thì cái chuyện cúng sao, anh em biết không, cứ gần Tết này nè. Bây giờ nổi nhất ở ngoài Bắc hay trong Nam thì cũng nhẹ hơn dùng ngoài Bắc là nhiều. Tức là cúng sao, sao giải hạn, giải vận gì đó. Cúng sao, vâng, cúng sao, sao. Lát nữa rồi anh khi học anh em sẽ thấy được cái sao này nè. Cũng là một trong những cách cái gọi, cái tên của thiên sứ.
Rồi người Công giáo thì có các cái vị thiên thần hộ mệnh, ví dụ như là thiên thần bản mệnh đó, thì có nhiều giáo xứ là họ có cái vị thiên thần bản mệnh của họ, và họ thờ luôn cái vị đó. Mà trong khi kinh thánh là cấm rất rõ, khi ngươi nhìn lên trời cao kia mà thấy các vì sao lấp lánh nha, hay là thấy quyền năng được các thứ là không được quỳ thờ lại. Nhưng mà cả Á Châu lẫn phương Tây, cũng vậy, người phương Tây rất là thích thiên sứ, rất là thích thiên sứ. Thì hiện tại ở trong Hội Thánh Chúa thì nó có cái hai cái xu hướng như này, mà cả hai cái xu hướng này là điều là cực đoan mà anh chị em cần phải lưu ý. Cho nên khi học cái bài học này là giúp anh em trở lại quân bình. Cái tư tưởng cực đoan đầu tiên là không chấp nhận, đó là có thiên sứ chứ không phải là nói không có thiên sứ, nhưng mà mấy ông không liên quan gì tới tụi tôi. Thời buổi này không, tức là mình biết là trong Kinh Thánh có nói chuyện thiên sứ, nhưng mà nói gì không liên quan. Còn cái trường hợp thứ hai là thấy nhìn đâu cũng thấy thiên sứ, nhìn đâu cũng thấy thiên sứ. Nếu mà cái nhóm thiên sứ ác ấy, mà mình sau này mình sẽ gọi là quỷ sứ ấy, mà anh chị em nhìn đâu cũng thấy nó hết, thì sẽ gặp rất lâu thềm. Lúc đó là mình sẽ thấy gì? Chỉ thấy quỷ chứ không thấy Chúa. Tôi và anh em cần phải có cái hiểu biết đúng, tức là trở lại quân bình, để chúng ta có cái thái độ đúng, dù là đối với thiện hay là đối với ác, trong cái nhóm thiện sự này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào cái phần bài học. Dàn bài anh xem có rồi đúng không ạ? Đúng không? Có mỗi người đều có dàn bài hết rồi đúng không? Dạ. Yeah. Em có dành lại chưa? Ok. Rồi, trước hết thì chúng ta sẽ đi vào lần lượt. Hôm nay thì tôi nghĩ là chúng ta chỉ có phần mới có đi vào cái gọi là khái niệm căn bản thôi. Định nghĩa này nọ chút đỉnh chứ chưa có đi sâu được. Trước hết là chúng ta học về cái định nghĩa của thiên sứ. Thì cái chữ thiên sứ đó ban đầu thì nó chỉ có một chung thôi, nhưng mà vì sau này có một số vị họ tách ra, họ đi ngược lại cái ý muốn Thiên Chúa, cho nên chúng ta phải dùng một cái từ là thiên sứ thiện và thiên sứ ác. Thực ra thiên sứ ác hay còn gọi là quỷ sứ. Nếu chúng ta gọi là thiên sứ, tức là những vị sứ thần của Thiên Chúa, thì quỷ sứ là những cái vị sứ thần của quỷ hay là của Satan. Chúng ta sẽ lần lượt đi như vậy. Trong tiếng Hebrew đó, cái chữ thiên sứ có nghĩa là malak. Malak, anh chị em nghe là nó sẽ rất là, cái âm nó rất là gần với cái từ là malachi á. Malachi là sứ giả của Đức Chúa Trời. Cái nghĩa của cái chữ malachi là sứ giả của Đức Chúa Trời. Cho nên khi người ta gọi là malak, có nghĩa là cái vị sứ giả. Khi nó là, thí dụ như mình đọc sách malachi, thì cái nghĩa đen của cái tên cái ông đó gọi là sứ giả của ta, thế thì Chúa gọi nó là đây là sứ giả của ta. Thì trong tiếng Hy Lạp gọi là Angelos, Angelos hay là Angelo, đọc theo cái nghĩa tiếng Anh đó. Anh em biết có từ mà Los Angeles không? Mình hay gọi cái từ đó không? Nó gần giống như cái từ này. Trước đây mình có cái chiếc xe mà gọi là xe Angel, có một cái thời kỳ nó có cái loại xe máy mà mình gọi là xe Angel. Thì cả hai cái nghĩa này, anh xem cả hai cái nghĩa này đó, dù là Malak hay là Agelos, thì nó đều có một cái nghĩa chung là sứ giả, tức là cái người mà mang sứ điệp, người mà mang sứ điệp. Thì cái chữ sứ giả này nó vừa có thể là người mà cũng có thể vừa là thiên sứ, nhưng cả hai đều có thể được dùng. Mình trong thí dụ như phim Trung Quốc là mình có gọi là Khâm Sai Đại Thần, cái ông mà cầm cái nghìn tiếp thánh chỉ đó, thì cái ông đó là mình gọi là sứ giả của vua. Thì trong cái trường hợp mà anh chị em để ý là cùng một cái từ thôi, nhưng mà tùy theo người hay là tức là cái người đó là xuất phát từ người thì mình gọi là sứ giả, nhưng mà nếu mà trên kia là mình sẽ gọi là thiên sứ. Tức là dịch trong bản tiếng Việt tôi dùng hai cái chữ này để anh em thấy. Ví dụ trong Mác đoạn 1 câu 2 khi nói về ông Giăng Báp-tít thì Kinh Thánh nói gì? Chúa nói là này ta sai sứ giả, cũng là cái từ Angelos đó, này ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con.
Nhớ là cùng một từ nha. Nhưng mà nếu là người á, thì người ta gọi là sứ giả, người ta dịch thành là sứ giả. Còn nếu mà là phía trên trời á, thì người ta sẽ gọi là thiên sứ. Nhưng mà đối với người Hy Lạp chẳng hạn, tức là cái người gốc thì họ chỉ gọi một cái từ chung là Angelos. Vậy thôi. Rồi đây, ở trong cái Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 2, kỹ thuật về cái biến cố mà Chúa sống lại đó, thì cũng có từ đó nhưng mà dịch thành thiên sứ. Kìa, đất rung chuyển dữ dội vì có một Angelos của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Như vậy thì cái nhân vật mà mang thông điệp ra đi đó thì sẽ được gọi là Angelos hay gọi là thiên sứ. Nhưng mà bây giờ mình trong tiếng Việt mình xài cái từ Hán Việt có nghĩa thiên sứ, có nghĩa là cái vị sứ giả đến từ trời, nói một cách nôm na, hay là cái vị sứ giả của thiên sứ, cái người mang tin của Thiên Chúa thì được gọi là thiên sứ, gọi nôm na như vậy để chúng ta dễ hiểu. Chúng ta đi tiếp vào cái phần tiếp theo, đó là cái nguồn gốc, bản chất và địa vị của thiên sứ. Tôi muốn anh xem hiểu rõ hơn những cái phần này để chi? Để khi chúng ta trong cái cuộc sống đó, bởi vì thường các cái tà giáo nó sẽ bắt đầu những cái ông này trước. Bởi vì cái xu hướng của con người chúng ta đó, cái con người tự nhiên đó, là mình có cái xu hướng là muốn kết nối với thần linh. Nào mà có dấu kỳ pháp lạ xảy ra chẳng hạn, là người ta bị hút vào chuyện đó. Nhưng người ta không có kiểm tra cái nguồn này đến từ đâu, có phải đến từ Chúa hay không, thì làm sao mà mình hiểu được là đâu là đến từ Chúa và đâu không đến từ Chúa. Thì trước hết tôi và anh em cần hiểu là thiên sứ đó, như cái phần một nhỏ trong phần B đó, thiên sứ là những vật thọ tạo. Nhưng Kinh Thánh là không cho tôi và anh em biết là các thiên sứ được tạo dựng vào thời điểm nào. Bởi vì sao anh em biết không? Trong cái kỹ thuật về cái sự sáng tạo đó, trong Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, thì chúng ta không hề thấy Chúa có đề cập tới cái chuyện là Chúa sáng tạo thiên sứ. Trong cái câu chuyện sáng tạo có bao nhiêu nhân vật anh chị em? Trong cái buổi đầu sáng tạo á, đoạn 1 với đoạn 2 Sáng Thế Ký á, thứ nhất là có Chúa, ban đầu có Chúa, tức là ban đầu có ngôi lời là bản sách Giăng. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, tức là ban đầu là có Chúa rồi, tức là đã ban đầu là đã có Chúa rồi, đúng không? Rồi sau đó Chúa mới tạo nên hai người, Adam và Eva. Mình đã học với phần nhân loại học, mình thấy này rồi. Và cái nhân vật thứ tư, con rắn, đúng không nào? Nhân vật thứ tư là con rắn. Thực ra đó là, nếu mà chỉ có đọc nó không thì đảm bảo tôi và anh em không hề biết là con rắn là Satan đâu, đúng không? Phải mãi về sau trong sách Khải Huyền mới nói con rồng là ma quỷ, là con rắn xưa đó, thì tôi và anh mới biết được. Chứ còn nếu chỉ đọc thùng tí thôi, một người chưa biết gì Kinh Thánh, chưa biết gì hết, họ vào họ đọc Sáng Thế Ký đoạn 1 rồi đoạn 2 thì họ chỉ biết là con rắn thôi. Con rắn là giống quỷ quyệt, vẫn dịch tiếng Việt mình dịch như vậy, cùng một cái từ đó. Qua trong sách Phúc Âm thì Chúa Giêsu nói gì? Hãy khôn ngoan như. Cho nên ma quỷ nó chọn rất là đặc biệt, khi nó chọn cái đối tượng mà để đại diện cho nó đó, hay là nói theo John Bevere là nó chọn cái đối tượng mà để nó nhập vào á, thì nó cũng phải chọn rất là kỹ. Bởi vì cái anh rắn đó, đó vốn bản tính anh là khôn. Không, tức là cái bản tánh của cái anh đó, là cái của con thú đó là nó vậy đó. Vì nó không cho nên nó mới có thể là cho lời khuyên đó. Thế thì, nhưng mà trong cả cái câu chuyện sáng tạo là không hề đề cập tới cái chuyện là thiên sứ được tạo dựng lúc nào. Nhưng mà đã có ông đó rồi, tức là có Satan. Như vậy thì thiên sứ phải được tạo dựng là đâu đó trước khi cái thế giới hữu hình của tôi và anh em có. Vì cái Kinh Thánh không có cho chúng ta biết được là cái thời điểm được tạo dựng, nhưng mà chỉ cho chúng ta biết là thiên sứ có, tức là có sự hiện diện của thiên sứ. Như vậy á, thì tôi và anh em hiểu là
các vị đó là có trước khi cái thế giới hữu hình của chúng ta được tạo dựng nên. Chúng ta xem một vài câu kinh thánh ở trong Thi Thiên 148 từ câu 2 đến câu 5. Thi Thiên 148 từ câu 2 đến câu 5, lời Chúa phán như này: Hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi cả thiên binh Ngài, hỡi ca ngợi Ngài. Theo anh chị em thì thiên sứ và thiên binh đó là khác nhau hay giống nhau? Câu 2 nha. Khác nhau như nào? Là người được sai đi, rồi còn thiên binh. Đây mới là cái hay đấy. Thiên sứ. Thiên sứ là giống như ngoại giao, mà thiên binh là bên quân đội. Thưa anh chị, cả hai là chỉ một mà thôi. Nhưng mà cái này là đông, chỗ đông. Anh chị em cũng nên hiểu về cái thơ phú của người Do Thái, có nghĩa là họ có những cái thể gọi là cái sẽ song thể đối nhau, hoặc là song thể hỗ trợ cho nhau. Tức là cái câu trước nói cái ý đó, câu thứ hai cũng nói cùng cái đó nhưng mà mở rộng hơn, tức là cùng cái nghĩa đó thôi nhưng mà họ dùng một cái từ khác để làm cho nó phong phú hơn. Ví dụ như là trong Châm Ngôn có cái kiểu mà anh em nhiều người không hiểu là sẽ như nào. Có bốn vật, có ba vật điệu đi tốt đẹp, và có bốn vật làm cho cái thứ gì đó thì không phải là bãi đâu. Mà mình theo cái kiểu người Việt mình nói, ngồi xuống đây tôi nói như thế này nghe, hỏi dù gì, ba điều bốn chuyện á. Điều đó không có nghĩa là bãi chuyện, nhưng mà cái đó là cái lối thơ của người ta như vậy. Cho nên hy vọng là hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi cả thiên binh, chỉ có một thôi à. Nhưng mà anh em cũng để ý thêm là thiên sứ là ít khi nói người lắm, có nhưng mà hiếm, còn thường là nó có ở chữ đây là các, tức là nhiều không á. Hãy nói nó đụng tới thiên sứ là lúc nào cũng đông, trừ một vài cá nhân đặc biệt mà rồi chúng ta sẽ đi vào sau mình biết, còn lại hả là thiên sứ mà xuất hiện là nhiều chứ không có bao giờ ít. Họ luôn luôn nhiều chứ không ít. Cho nên điều đầu tiên mà anh chị em để ý này: hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi các thiên binh Ngài, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi tất cả các vì sao sáng, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi trời của các tầng trời, hỡi nguồn nước trên các tầng trời, hãy ca ngợi Ngài. Muôn vật, hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va, vì Ngài ra lệnh, tất cả đều được dựng nên. Chúng ta cũng biết rồi, ở trong sách Giăng cũng nói vậy. Khi mà mô tả về ngôi lời Thiên Chúa, tức là Đức Chúa Giê-xu, thì nó là muôn vật bởi Ngài dựng nên, chẳng vật chi được dựng nên mà không bởi Chúa. Do đó các thiên sứ cũng là những tạo vật mà được Chúa dựng nên. Có điều là Kinh Thánh không cho mình biết là thời điểm nào các cái vị đó được dựng thôi, mình không biết được điều đó. Nhưng mình chỉ biết là các vị đó là tạo vật. Họ là tạo vật cũng giống như tôi và anh em là tạo vật, nhưng mà họ ở một cái trình khác, ở một cái phương diện khác mà thôi. Job đoạn 38 câu số 4 đến câu số 7, chúng ta dở ra Job đoạn 38 câu 4 và câu 7. Ở đây cũng đề cập tới cái chuyện mà khi Thiên Chúa sáng tạo trời đất đó, khi ta đặt nền trái đất thì con ở đâu? Chúa hỏi ông Job: nếu con thông sáng hãy cho ta biết, chắc con biết ai ấn định kích thước địa cầu và ai giăng dây đo trái đất, nền nó tựa trên cái gì, ai đã đặt hòn đá gốc cho nó. Trong khi các sao mai cùng các tiếng hát, hồi nãy anh chị em để ý cái chữ sao mà tôi nói đó, người Việt mình hay cũng sao. Theo cái thể song đối này á của thơ này, anh em chú ý câu số 7: trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát, các con trai Đức Chúa Trời trỗi khúc hoan ca. Anh em lưu ý là trong cái thể thơ song đối đó thì cái chữ mà sao mai đó với lại là con trai Đức Chúa Trời
là cùng nói về một đối tượng á, là ai anh chị em biết không? Là các thiên sứ đây. Nhớ là thơ nha, ở đây là cái thơ phú. Thí dụ như mình có cái bài thơ mình nói là cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ tôi làm mẩy chèo đứa rửa khẩn. Cái điều đó không có nghĩa là mình, không có nghĩa là cắt vầng trăng ta thơ, cái này là thơ mà. Không có hiểu theo cái nghĩa đen thùi lùi được đâu. Cho nên ở đây khi nói là sau mai cùng cất tiếng hát, mình nói ủa, đâu hát làm sao hả? Nó đâu có nói được đâu. Nhưng mà đây là cái hình bóng về, tức là trong cái buổi tạo thiên lập địa là thấy có các cái vị đó đã ở đó rồi. Chúa cho mình biết cái điều đó. Họ được tạo dựng nên và họ rõ ràng là họ có dự phần trong cái chuyện sáng tạo. Họ có dự phần trong chuyện sáng tạo. Anh em để ý thí dụ như trong cái câu chuyện về sáng tạo đó, mình thấy là Chúa phán là mọi sự liền có, đúng không? Chúa phán mọi sự liền có. Nhưng mà có chỗ mà Chúa chi tiết hơn thì Chúa nói gì? Chúa lấy đất nắng nên các cái loài thú động. Mặc dù trước đó thì nói là gì? Chúa phán là mọi sự liền có, tức là nói một cách chung á thì nói vậy đấy. Nhưng mà thật ra là trong như nó có những người thực hiện công việc, chứ không phải là tự động ở đâu đó, không có cái lù lù xuất hiện trong phòng mình cái đùng. Có ai đó làm, nhưng mà cái công việc là như vậy. Ví dụ như bây giờ những anh chị em nào mà sử dụng cái điện thoại, sử dụng cái GPS, tức là sử dụng Google Maps mà để đi lại, thì cái bản đồ đó như vậy, nếu mà mình chỉ dùng ở một cái độ nhỏ vậy nè, thì những con đường nhỏ bên trong anh chị em có thấy không? Không thấy. Nhưng mà khi mình phóng to thì những cái vốn nó có sẵn đó rồi, nhưng mà mình trước đó mình không có thấy. Nếu mình ở nhìn toàn cảnh đó là mình không thấy, nhưng mà khi phóng nhỏ nó to nó ra nó chi tiết ấy, mình sẽ thấy. Thì cũng cùng một thể đó. Nhiều khi tôi ở đây cầu nguyện với Chúa về nguyên tắc là Chúa phán là nó sẽ thành đúng đấy đó. Mình công bố ra, hay là như tôi nói với anh em là mình nói tiên tri cho chính mình về những cái điều mà Chúa sẽ làm, thì điều đó không có nghĩa là ngay lập tức là mình mở mắt ra mình thấy nó lù lù được một đống trước mắt. Nếu có những cái công việc Chúa cần phải dùng người này, Chúa cần phải dùng người kia, Chúa cần phải dùng điều nọ, Chúa sắp đặt tất thảy mọi sự để làm cho cái điều mà mình cầu nguyện đó nó trở thành hiện thực. Nhưng mà nan đề ngày hôm nay á, của tôi và anh em là gì? Tôi và anh em vẫn cứ tiếp tục xin cái mà lẽ ra tôi và anh em phải công bố ra. Nè, tôi nói lại để anh chị em thấy, nhân tiện đây tôi nói thêm một chút xíu. Tức là tôi và anh em lẽ ra là phải nói, tức là nói tiên tri ấy, theo cái ngôn ngữ là coi là mình nói ra tiên tri cho chính mình những cái mà nó thuộc về mình. Nhưng mà mình vẫn cứ ngồi đó, Chúa ơi, xin Chúa cho con ở đây, xin Chúa cho con ở đây, xin Chúa cho con. Chúa sẽ nói gì? Cái đó là của ngươi. Mình phải sao? Mình gọi là trong một cái phần ngôn ngữ mình nói đây là công bố. Nhưng mà mình cũng có thể nói gì? Tôi đang nói tiên tri cho chính tôi, tức là tôi nói cho tôi những gì mà Chúa đã phán về tôi. Nếu Chúa nhìn vào hôn nhân anh chị em, Chúa sẽ nói gì? Thì hãy nói đúng cái điều mà Chúa đã nói, Chúa đã định cho hôn nhân của anh em trong này nè. Hãy nói về người bạn đời của anh chị em theo như những gì Chúa muốn nói, Chúa muốn thấy nó hỏi. Hãy nói về cái tài chính, cái công việc làm của anh chị em, về con cái của anh chị em, về gia đình của anh chị em theo như những gì. Anh em để ý nguyên tắc này, Chúa sẽ không làm gì hết trước khi mà Chúa làm gì thì Chúa đã gì? Nói ra. Đúng nè, Chúa nói ra. Rồi nếu mà Chúa mới cho mình thấy cái chi tiết là Chúa mới kể là Chúa làm gì. Trước đó Chúa nói là phải có sự sáng. Rồi Chúa nói gì? Chúa phải làm các vì sáng trên trời. Thì trong cái nhóm đó là nó sẽ có cái đống này nè. Nói để gì? Để Thánh Linh Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện. Hay nói cách khác là Chúa sai phái những cái công cụ của Chúa, có thể đó là thiên sứ, có thể đó là con người, hay mà nói chung đó là Angelos, có nghĩa là những sứ giả của Chúa để đi thực thi những cái mạng lệnh mà Chúa đang nói qua môi miệng của mình. Chúa thay đổi cái cách cầu nguyện của anh chị em. Thay đổi cái cách cầu nguyện của anh chị em. Từ cái chỗ là anh em giống như là một cái người ăn xin, tới cái chỗ anh em
đang là người cai trị như một vị vua trong đời sống nó như trong sách Roma. Anh em phải ở cái vị thế của cái người cai trị. Ít nhất là Chúa ban cho anh em cai trị trong đời sống anh em rồi đúng không? Thì nói, chúng ta biết cái chuyện mà Chúa đã ban cái chìa khóa nước thiên đàng cho mình rồi đúng không? Cái chìa khóa nó nói về cái thẩm quyền đúng không? Anh em ơi, mình hay nghe cái từ là mở chứ đừng có trói đúng không? Hãy nói ra những cái lời hứa nào mà Chúa nói với anh chị em. Hãy công bố nó. Hãy công bố nó. Hãy bởi đức tin đón nhận nó như thể là anh em đã có nó rồi. Tôi khích lệ anh em đã năm mới rồi. Thật ra là đã hơn tháng rồi, trong năm mới gì nữa đó. Năm mới hơn tháng rồi. Hãy thay đổi cách tiếp cận vấn đề bằng lời của Chúa. Hãy thay đổi cái cách anh em cầu nguyện. Hãy thay đổi cái cách anh em sử dụng lời Chúa để Thánh Linh Đức Chúa Trời có thể can thiệp một cách mới, mạnh mẽ và mang tính đột phá trong đời sống của anh chị. Không phải là xin, mà bạn là gì? Là chiếm hữu. Chiếm hữu. Chiếm hữu những cái lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tôi và anh em. Thế hệ của tôi và anh em là thế hệ chiếm xứ. Tức là tôi và anh em sẽ làm hiện thực hóa những cái lời hứa của Đức Chúa Trời đối với tổ phụ của mình. Giống như Israel đó là họ chiếm xứ, tức là họ hiện thực hóa cái lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Abraham, Isaac và sao. Tôi thách thức anh em điều này. Hãy nhớ là năm 2020 là năm của cái sự chiếm xứ, tức là hiện thực hóa những cái lời hứa, những cái lời tiên tri mà nhiều lần nhiều cách anh em đã được người ta đặt tay lên anh em để nói, hoặc là anh em đã nhận lãnh qua cái sự suy gẫm lời Chúa. Anh em biến những cái lời hứa chung ở trong này thành cái lời riêng của mình, và đây là thời điểm để anh em chiếm lấy. Anh em chiếm lấy trên con cái của mình, không thể để cho ma quỷ, để cho nó không lấy game mà mình để cho nó chiếm được con mình, nó bắt con mình làm nô lệ. Chồng mình, vợ mình, tại sao mình để cho cái thứ gì đó nó bắt chồng mình, nó bắt vợ mình làm nô lệ? Tại sao mình để cho ma môn nó có thể bắt gia đình mình làm nô lệ trong cái sự nợ nần đó? Đây là lúc mà tôi thách thức anh chị em. Hãy chiếm lấy những cái điều mà Đức Chúa Trời đã hứa. Rõ ràng là Chúa hứa cho dân Israel cái vùng đất đúng không? Có phải họ nằm ngửa vậy tự nhiên một ngày nào đó cái quả nó tha nó thả lấy cái đồng xuống đó không? Hay là một ngày nào đó nước sông Giô-đanh nó tràn, nó ngập hết cái sa mạc đó, rồi nó trôi dạt qua bên đó? Có đâu. Chim, tôi và anh em ngày nay đó sướng hơn người ta. Anh em sướng hơn gì không? Hồi đó đó, bởi vì họ là bóng thôi. Họ trong cái thời mà thời còn bóng, không phải mà bóng mà bóng theo cái kiểu mà bóng lại cái, không phải nghe. Mình là hình thật, mình là bởi đức tin mình chiếm. Nè, hãy nhớ người xưa đó, tức là những cái gì mà họ phải làm thật ấy, là mình bây giờ mình ở trong cái phương diện thuộc linh mà chúng ta chiếm hữu bởi được đó. Cái vị thế của dân Israel nó khác với chúng ta ngày hôm nay, là mình ngày hôm nay là đồng nội của Đấng Christ tại các nơi cao trên trời, tức là mình ngồi ở cái nơi thẩm quyền của một vị vua. Xin Chúa giúp cho tôi và anh em vỡ ra được cái này, để bắt đầu anh em sẽ nhìn thấy cái sự chiếm xứ của mình nó khác rất là nhiều. Bởi cái gươm này chứ không phải là bởi cái gươm này. Bởi cái gươm của miệng mình á, chứ không phải bởi cái gươm của cái vũ khí thật ở trong. Họ chiếm hữu như nào tôi và anh em cũng chiếm hữu đúng như vậy. Nhưng mà bởi cái gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời mà Chúa đặt để ở trên môi miệng của chúng ta. Đừng có đọc lời Chúa theo cái kiểu mà đọc cho nó rồi, cái bữa nay mấy cái đoạn nó đọc cho rồi không. Hãy đọc, hãy suy gẫm, hãy nghiền ngẫm nó. Như là Chúa phán với Giô-suê trước khi vào chiếm xứ vậy đó. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người rồi hãy gì. Suy gẫm cái chữ là meditation, nó có nghĩa là tơ tưởng. Hay vậy đấy. Giống như mấy nàng nào mà đang thầm thương trộm nhớ ông nào,
lúc nào cũng thấy nó cái mặt cái thằng đó nó chờ. Phải tưởng cái câu kinh thánh như vậy. Rồi mấy thằng đủ điều kiện hốt nó luôn vậy đó. Đó, tôi nói thì vui vui vậy đó để cho anh chị em hiểu, nhưng mà thật là nó vậy đó. Xin Chúa giúp cho tôi và anh em nhớ rằng là khi mà nói tới thiên sứ là họ đông như là binh đoàn. Họ được tạo dựng nên là để phục vụ chúng ta. Chúng ta dở ra với nhau ở trong Hebrew đoạn 1 đi. Chúng ta sẽ thấy câu này. Nó chưa tới cái phần mà cái nhiệm vụ của mấy ông đó, nhưng mà tôi muốn khích lệ anh chị em điều đó. Hebrew đoạn 1. Câu số 14. Một người đọc giùm tôi Hebrew đoạn 1 câu số 14. Dạ. Yeah. Không phải các thiên sứ là các spirits, tức là các linh. Bản dịch tiếng Việt mình dịch là thần. Đây là các linh phục vụ. Họ là những thần linh được tạo dựng nên là để phục vụ, được sai xuống để phục vụ tôi và anh em, là những người hưởng ơn cứu rỗi. Cho nên có thể ai đó trong anh chị em cảm thấy mình đơn độc, mình cảm thấy mình không có bà con thân thiết gì bên Úc, bên Mỹ gì đó, thì tôi cầu nguyện để Chúa mở mắt anh em, giống như là Elise đã cầu nguyện để Chúa mở mắt đầy tớ của ông để thấy gì? Phe ta nhiều hơn phe địch. Có thể ai đó trong anh chị em cảm thấy mình thân cô thế cô, không bà con thân tộc gì giàu có gì đâu, thì Chúa sẽ cho anh chị em thấy là những cái người mà đứng về phía anh chị em á đông hơn tất cả những cái thế lực, những cái hoàn cảnh, những gì mà nó đang chống ngược anh chị em. Thật ra Chúa nhớ nè, Chúa tạo dựng các vị thiên sứ là trước khi tạo dựng chúng ta, chứ không phải là sau khi có mình rồi mình, Chúa thấy mình có cái nhu cầu rồi Chúa mới vội vã tạo dựng nè. Không, thiên sứ không có sinh con đẻ cái gì đâu. Họ được tạo dựng là như thế đó, đông như thế đó là để phục vụ, được sai xuống. Mình cứ nghĩ là mấy ông ở trên kia không, đúng không? Đúng không? Nhưng mà Kinh Thánh ở đây nói rất là rõ là gì? Đây là gì? Họ được sai xuống mà. Có điều tôi và anh em không thấy họ thôi. Có điều tôi và anh em không thấy họ thôi. Nhưng họ vẫn hiện diện với chúng ta. Họ vẫn hiện diện với chúng ta, thậm chí là cũng nhiều hơn là mình nghĩ nữa. Điều thứ hai mình đi tiếp. Thiên sứ là những hữu thể thuộc linh, thánh khiết, có sức mạnh hơn con người, và là những hữu thể có nhân cách. Chúng ta dừng ở đó trước. Thiên sứ là những hữu thể thuộc linh. Nhớ là họ là những hữu thể thuộc linh, tức là họ là thuộc về thần linh thế giới, chứ họ không có thuộc về cái thế giới vật chất hữu hình của mình. Họ mạnh hơn con người. Thường thường hay gọi là mấy ông là cái đấng có sức mạnh và quyền năng đó. Và đặc biệt là thiên sứ cũng có cái nhân cách, có nghĩa là có vui, có buồn, có sự hiểu biết, có quyết định. Thiên sứ có vui không anh? Khi mà thấy một người được cứu đó, thiên sứ vui. Tức là có cảm xúc đó. Nói về một con người, tức là một người mà có một cái hữu thể mà có nhân cách là có cảm xúc. Rồi gì nữa? Có lý trí, tức là có sự hiểu biết. Đức Chúa Giê-xu nói gì? Riêng, thiên sứ biết nhiều chuyện, nhưng mà riêng về cái chuyện mà ngày giờ mà Chúa tái lâm là thiên sứ không biết. Thiên sứ có quyền quyết định không? Có, ví dụ như khi Gabriel mà được sai xuống nói chuyện với ông Sachari á, giờ ông tự sức, tất nhiên là khi sai xuống thì chắc chắn là Thiên Chúa không có bảo là xuống đập cho nó cái rồi nó cầm luôn, không có, chắc chắn là không có như thế. Nhưng mà bởi vì ông này ông vô tính, là mục sư rồi mà Chúa tới nơi là hỡi con, lời cầu nguyện của con đã được nhậm. Đây là bằng chứng rồi, cầm luôn đó, bằng chứng đó.
Thiên sứ có quyền quyết định, tức là cái vị Gabriel có quyền quyết định là thi hành án phạt, trừng phạt cái tội. Nhiều khi tôi nghĩ nếu ngày nay mà Chúa cũng cứ thẳng mật tàu kiểu đó vô hội thánh câm nhiều lắm. Tự nhiên vô cái nó không tha hỏi, ủa sao khỏe không? Vậy là biết ha. Nhưng mà may quá Chúa ngày nay Chúa không làm đó. Chứ nếu mà Chúa thực hiện y kiểu đó là chắc trong hội thánh cứ tự nhiên cứ u ớ ghét ha. Mà nếu ông mục sư ông bị vậy thì sao ta? Không có, không ý ý là làm sao giảng á. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được điều này. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được điều này. Thiên sứ họ có quyền. Họ có quyền, tức là họ có một cái thẩm quyền, tức là họ có một cái giới hạn thẩm quyền ở trong đó đó. Chứ không không phải lơ mơ đâu á. Cho thí dụ như ông thiên sứ mà được Chúa sai phái xuống cái chỗ mà Sodom với Gomorrah đó, ông Lót ông nói dạ, thì bây giờ cho tụi tôi vô chỗ này chứ chạy lên kia chắc cảm kịp. Ô hai ông đã nói là bây giờ ta không có làm gì được cho đến khi ngươi chạy lên tới đó, mà tự nhiên nói không không cho tôi vô đây chứ còn lên kia không kịp. Thì ông thiên sứ ông nói gì? Nếu mà ông thiên sứ là người máy thì ông sẽ nói no, lập trình như vậy rồi phải lên kia không. Ông nói gì? Ok. Rồi sau đó làm sao? Rồi ba cha con cũng lủi lên núi vậy. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được cái bài học ở trong. Điều tốt nhất không muốn. Chỉ muốn điều tốt à. Nhiều khi cái kẻ thù của điều tốt nhất là điều tốt à anh chị. Cho nên thiên sứ đó, anh em nhớ là họ mạnh, rất mạnh, cái sức lực, cái quyền năng. Anh em tưởng tượng là ông, cái ông mà ông vô nhà ông Lót á, rồi kể cái mấy cái ông mà đà bóng của cái sứ đó ha, tự nhiên thấy ông này tới ngon lành quá, chàng ơi người đâu mà xấu muối đẹp quá vậy, ông nào cũng muốn hưởng hết trơn ha, mà chỉ cần một mình cái ông, một ông hai ông đó thôi ha, ông dập cửa lại mà bọn kia phá vô không được, cả thành phố đó con tay lực lưỡng như tới đó không được. Vị đó mạnh cỡ nào anh em cứ tưởng tượng là nhờ cái ông đó bảo vệ thì thôi, chứ mấy xã hội đen là chết cứng luôn, đúng không? Nhiều người ngày hôm nay mà gặp tai nạn á, mà họ chỉ có nói một câu là này đúng là trời cứu, chứ còn nếu bình thường kiểu đó là tan nát hết. Nhưng mà tự nhiên không có thấy say xác gì đâu thì anh em biết là lúc đó là ai ở đó không? Không phải tự nhiên đâu, không phải chùm mày quá, mày quá xong mà vậy mà rớt xong mà tôi không hiểu, dân tưng qua viết đi cũng ngược lại đây. Sao tự nhiên được? Ông hấu dục đó chứ tự nhiên. Rất là nhiều người nói gì? Cái hồi đó nghe một sư mà nếu mà dân qua kia gọi là xe nó giảm nát luôn á. Mà sao nó vô nó lại đụng cái cục điện này, nó đụng cái con lươn. Mà con lươn đâu đụng. Nó dân qua lại này à. Cả nó chứ ông đâu đụng. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được cái này. Nhưng mà cái chính mà tôi và anh em cần, tôi muốn anh em hiểu là thiên sứ không phải là các vị thần, cũng không phải là các tiên ông, tiên bà gì ở đây. Bởi vì cái mà chúng ta dễ nhầm nhất mình đã vâng người Á Đông của mình đó là mình hiểu giáo đồng. Tôi muốn là giải thích để chỗ này để anh em rõ. Vì cái hiện trạng mà thờ lại thiên sứ nó bắt đầu từ cái khúc này đây. À, trong tiếng Việt mình như cái lần học bên cứu thục học á, cứu thế học á là tôi có giải thích rồi. Đó là trong tiếng Việt mình thì cái chữ thần này với chữ linh là hay đi chung nhau, mình gọi là thần linh à, hay là mình hay gọi thêm cái nữa là thánh thần thần thánh.
Tức là trong tiếng Việt mình là nó cái từ này đây. Thế nhưng mà cái này nó không có dính cục về được. Cái chữ này nè, nếu mà hiểu đúng đó thì đây chính là chỉ về đó. Trong tiếng nước ngoài cũng vậy, nhưng mà nếu mà để phân biệt là Đức Chúa Trời với các ông thần khác á thì người ta chỉ viết hoa hay không viết hoa thôi. Trong tiếng Hy Lạp thì cái từ này nó gọi là từ theos. Cái chữ đó là chữ theo đó, không phải để đi theo đâu. À, rồi còn trong tiếng Do Thái đó, tiếng Hebrew đó, thì cái từ này hoặc là nó gọi là chữ El. El. Hoặc là cái số nhiều của nó là Elohim. Thế nhưng mà làm sao biết Chúa của mình đây này là Đức Chúa Trời của Abraham là không cùng với cái ông này? Bởi vì người ta cũng có thể gọi ông này, ông kia, bà này, bà nọ là thần, là thánh cả. Thì làm sao mà mình biết được God nào là God? Mà bởi vì trong tiếng Hy Lạp đó anh chị em, cái thần ban đầu người ta không có viết cái này. Người ta viết theo bình thường vậy thôi chứ không viết hoa đâu. Viết hoa là viết hoa hết, viết thường là viết thường hết. Cho nên mới có cái chuyện là mấy ông chứng nhân Giê-hô-va dịch cái câu mà ban đầu có ngôi lời là theo đó. Như vậy thì đối với họ là theo Chúa Giê-xu chỉ là một vị thần giống như các bao nhiêu vị thần khác. Nha. Cái chữ này đây là theo là gas. Còn cái chữ mà mình hay gọi chữ này đây này, trong tiếng Anh gọi là spirit, mình gọi là linh, đúng không? Trong tiếng Hy Lạp gọi là pneuma hoặc là pneumatos. À, trong tiếng Hebrew gọi là ruach. Ruach này nó vừa gọi là thần mà vừa là linh mà gọi là gió nữa. Nó cũng có thể gọi như vậy. Rồi. Thế thì thí dụ như cái chữ nào viết hoa thì mình nghĩ là mình biết là chữ linh, mà viết hoa mình nghĩ là Đức Thánh Linh, đúng không? Chứ không phải là linh. Các vị thiên sứ là đây hết đây này. Các vị thiên sứ là đây chứ không phải là đây. Có nghĩa là các vị thiên sứ chỉ là spirits chứ không phải là God. Thế nhưng mà trong tự nhiên, trong thực tế là người ta gọi rất là nhiều, ai họ cũng gọi là God hết trơn á. Thế làm sao để phân biệt cái vị nào là God thật mà vị nào không? Chúng ta cùng giải ra với nhau ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 từ câu 1 cho đến câu 6. Tôi muốn anh em hiểu nắm kỹ cái phần này để rồi khi có ai đó họ đang tăng về cái chuyện ba ngôi, bốn ngôi gì đó là anh em biết cái cách mà để mà giải thích cho họ. Tại sao là họ nói là thần nào cũng vậy, hay là Chúa hay Phật hay cũng vậy, mình không có cũng vậy được, khác chứ không. Rồi tôi sẽ chỉ cho anh em thấy. Tôi đọc từ câu 1 đến câu 6 để anh em dò theo nha. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 từ câu 1 đến câu 6. Liên quan đến vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều hiểu biết cả, nhưng sự hiểu biết thì sinh kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng. Nếu có ai tưởng rằng mình biết điều gì thì người ấy chưa thật sự biết như cần phải biết. Nhiều khi nói câu này dễ đụng chạm mình ha. Nó tự mình biết thì ráo, mình tự nhiên nói vậy dễ đụng chạm lắm á. Nhưng nếu ai yêu mến Đức Chúa Trời thì Ngài biết người ấy. Rồi câu 4 nè. Vậy về vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian không thật sự hiện hữu, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Đó, cái idol của người ta tức là thần tượng ấy, là họ cúng đủ rồi. Họ nói ông thần tà, bà chúa sứ, ông Phật, ai họ cũng tôn lên làm gì, làm thần, tức là ai họ cũng tôn lên là theo hết trơn á. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Vâng, người ta có thể, nhưng mà trong thế gian là chỉ thật sự là chỉ có một gá thôi, một theo thôi, chứ không có cái thêm vậy. Câu số 5 là mặc dù người ta cho rằng có các
thần ở trên trời hay dưới đất. Họ tin có nhiều thần, tức là nhiều gái đó anh chị em. Cái chữ thần trong tiếng Việt mình vẫn dịch đó là cái chữ này nè. Họ tin có nhiều nhiều gái, họ tin có nhiều tales, họ tin có nhiều nhiều chúa nữa. Curious. Nhưng mà nhưng với chúng ta cầu sáu, nhưng với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha đấng tạo dựng muôn vật và chúng ta sống vì Ngài. Cũng chỉ có một Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ, muôn vật nhờ Ngài và có, chúng ta cũng nhờ Ngài mà hiện hữu. Thì anh chị em lưu ý cho tôi điều này. Người ta thì nói là có nhiều thần lắm, tức là có nhiều Chúa lắm, có nhiều gã đây nè. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Không, trong cả cõi trần đất này chỉ có một thôi. Cái khác biệt là nằm ở đâu? Cái khác biệt là nó nằm ở cái chữ này đây nè. Thần tánh. Thần tánh. Trong tiếng Hy Lạp cái chữ đó nó là lai anh em. Tôi không phải là lòe anh chị em về tiếng Hy Lạp, về cổ ngữ gì, nhưng mà để tôi muốn anh tất thảy các cái vị mà người ta tôn lên làm thần gì đó, vâng, người ta có thể gọi ông đó là God, ông đó là theo, nhưng mà theo mà theo thật, tức là God thật hay là Đức Chúa Trời thật ấy, và thật sự là trong thế gian này chỉ có một ấy, là có này. Các cái vị kia không có đâu. Mà cái này là gì đây? Như lần xưa tôi có hướng dẫn anh em, đây là toàn năng, tri, tại. Có ba cái toàn đó là chỉ có mỗi một gác thật là chân thần nó mới có thôi. Đó là toàn năng, việc gì làm cũng được. Toàn tri là việc gì cũng biết, quá khứ vị lai gì biết hết, kể cả những cái điều mà tôi và anh em còn chưa nói ra. Toàn tại có nghĩa là cùng một lúc có thể có mặt khắp mọi nơi. Thì cái thần tánh này hay là theo test này á, là chỉ có mỗi một Đức Chúa Trời của mỗi một gác mà của Abraham, Isaac, Jacob, tôi và anh em thờ phượng mới có. Còn lại các vị khác, người ta có thể tôn những cái vị đó là gác, là Đức Chúa Trời đó, họ gọi tên là vàng hay gì thế nữa. Nhưng mà lý do mà Chúa Kinh Thánh khẳng định là không có một cái ông nào hết ấy, ngoài một ông này thôi, là bởi vì những cái vị kia không có này. Cho nên sở dĩ Thánh Linh, Đức Thánh Linh đó cũng là Spirit, mà tại sao Spirit này lại là God? Không, không, Spirit này không phải là các thiên sứ, là bởi Spirit này nè, là tức là Đức Thánh Linh là con này. Còn các vị thiên thần khác, dù là Michael hay là Gabriel hay là, họ không có này. Cho nên người ta có thể tôn ông này ông kia, nói là thì Chúa này là mỗi một dân tộc có một ông khác. Ví dụ như người dân tộc họ gọi Chúa là ông vàng, người Hờ Mông họ gọi là và chứ, hay là người nọ gọi là Allah, người nọ gọi là Cao Đài Bồ Tát Muhammad. Chứ đâu phải chỉ một mình Đức Chúa Trời của ông này, chẳng qua là người ta gọi tên khác thôi. Tổ Lô, nói theo kiểu miền Trung, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Thí dụ như ngay cả cái ông trời của người Việt mà mình gọi đó cũng không phải là Đức Chúa Trời đây đâu. Tôi và anh em có thể sử dụng cái cụm từ tương đương khi ra làm chứng cho người ta, dù họ chưa biết Chúa. Những Đức Chúa Trời mà tôi và anh em thờ phượng không phải là ông trời mà mình hay nói đó đâu. Bởi vì cái ông mình nói đó đó không có như này, không có cái bản tánh này, hay là không có cái thuộc tánh này. Chỉ có mỗi một Đức Chúa Trời của Abraham mới có này. Chỉ có Giêsu Christ mới có này. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có này. Đó là lý do mà dầu người ta có thể gọi là có nhiều thần, người ta có thể phong thần, nhưng mà phong thì muốn phong gì đó ông phong, nhưng mà chân thần và chỉ có một. Nghe Jehovah Đức Chúa Trời có nghĩa là chỉ có một, không hai, đó là gì đó. À, cho nên
Đây là lý do mà tôi và anh em cần phải hiểu, cần phải hiểu rất 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 rõ. Để chi? Để khi người ta có nói trời trời đất đất thì mình biết à, ông phàm gì đó, ông tự phàm, ông gọi thứ gì đó, ông muốn gọi gì đó gọi. Nhưng mà chỉ có một đấng duy nhất mới toàn năng, toàn tri. Chỉ có một đấng duy nhất mới thực sự là có cái theo test hay là thần thánh. Trong cái ngôn ngữ của Hy Lạp đó thì tôi muốn anh chị em hiểu thêm một vài cái điều. Đó là cái chữ thần như trong Côrintô thứ 2 đoạn 2 câu 9 đó, đó là theo test. Cái này là chỉ mỗi một mình Đức Chúa Trời của chúng ta mới có. Ngài không có san sẻ cái bản tánh này, cái nature này cho bất kỳ ai. Chứ ngoài ba ngôi ra là không, ngoài ba cái thân vị ở trong ba ngôi Thiên Chúa rằng không có một cái đối tượng nào khác trên trời cao kia hay dưới đất thấp này hay là bên dưới đất được thừa hưởng cái theo test mà mình gọi là thần tánh hay là thần tính. Nhưng còn có một cái nữa, tôi và anh em có thể dự phần vào. Tôi gọi cái từ này là trong bản dịch mình thì dịch là bản tính thiên thượng, nhưng mà trong tôi thì tôi muốn gọi cái từ này là cái chữ thiên tính hơn. Cái chữ mà theo nó cũng là theo đó anh chị em, nhưng mà nó có khác gì, nó chỉ khác chút xíu ở trong đó thôi à. Nó chữ là theos, cái kia là theotes, hôm nay là theos. Thì cái tôi và anh em được thừa hưởng cứu Chúa đó, mình gọi là gì, mình cái bản tánh của Chúa, đó là mình được san sẻ cái phần bản tánh á. Thì ở đây nó không phải là thần tính nha, nó không phải là thần tính à, nó không phải là theo test, mà nó chỉ là cái bản tính thiên thượng. Đó là một khi mà mình trở nên giống như con một Đức Chúa Trời đó, là mình mang lấy cái bản tánh thiên thượng. Thí dụ như là những cái bản tánh là gì, yêu thương, thánh khiết, công bình, thì đó là những cái mà mình sẽ thừa hưởng, mình được dự phần vào. Ngoài cái chữ theo test này còn một cái từ khác nữa, nó cũng vậy, nhưng mà cái bản dịch tiếng Việt mình thì nó không có rõ ràng. Tôi muốn anh chị em để ý xem, nhớ là cái chữ theo test nha anh chị em, theos, rồi còn một cái từ thêm khác nữa ở trong Roma đoạn 1:20. Mặc dù bản dịch tiếng Việt mình hầu hết đều dịch là thần tính, chỉ có cái bản dịch phổ thông là dịch là thiên tính thôi, cái chữ thần tính. Nhưng mà cái chữ nó không có dịch là thần tính được, bởi vì thần tính là theotes. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời, và theotes nó khác, nó thêm chữ thì định ra nó số nhiều đó. Và thần tính của Ngài thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. Như vậy thì trong cái điều này nè, tôi muốn anh chị em để ý là các thiên sứ đó, họ không, thứ nhất là họ không có theo test, họ không có thần tính. Thứ hai là họ cũng không có được dự phần bản tánh là theos. Rồi họ cũng không có được dự phần cái thiên tánh nữa. Họ chỉ có linh tánh thôi. Anh chị em để ý là họ chỉ có linh tánh thôi. Tức là spiritual á. Spiritual. Trong tiếng Hy Lạp gọi là pneumatikos, tức là spiritual. Họ chỉ có linh tánh, họ không có thần tánh, họ cũng không có thiên tánh, tức là cái thuộc tánh thiên thượng mà họ thừa hưởng từ nơi Đức Chúa Trời, không. Chỉ có tôi và anh em mới được cái đó. Tức là chỉ những người nào mà thuộc ở trong Chúa Giêsu á, tôi và anh em mới được thừa hưởng cái bản tánh thiên thượng của Chúa. Tức là tôi tạm gọi cái từ trong tiếng Việt chưa ai dùng, là từ thiên tánh, tức là cái tánh định nó thuộc về Chúa. Còn các vị này, mặc dù là các vị này ở với Đức Chúa Trời luôn, ở trong sự hiện diện của Chúa luôn, nhưng mà họ không được thừa hưởng cái bản tánh thiên thượng, tức là họ không có vui hưởng cái divine đó được, mà họ chỉ có là spiritual thôi, tức là linh tánh, hay là trong kia là pneumatikos.
Xin Chúa giúp cho tôi và anh em nhận ra được điều này. Cho nên không bao giờ, không bao giờ là các vị thiên sứ có thể trở thành trời được. Nhưng mà có một vị tưởng rằng là mình có thể trở thành trời, Satan á. Cho nên nghĩ rằng là mình có thể trở thành trời, cho nên sẽ không bao giờ. Lát nữa thì quay trở lại sau giải lao, tôi sẽ giải thích để anh em thấy rằng là nhiều khi chúng ta bị ngộ nhận là chuyện đó dữ lắm. Mình nghĩ là mình có thể chuyển giới được. Never. Tức là tôi và anh em không có cách. Người là người thôi, mãi là người thôi, chứ không có trở thành trời được. Vậy thiên sứ là thiên sứ chứ cũng không có thể trở thành trời. Dầu người ta có ước ao, người ta có làm đủ trò để khiến cho để phong cái này cái nọ, nhưng mà không bao giờ có. Bởi vì chỉ có mỗi một Đức Chúa Trời, ngoài ra không hà. Ok, chúng ta sẽ nghỉ giải lao ở đây, chứ nếu không nhiều người đi hết rồi. Chúng ta nghỉ giải lao ở đây rồi mình sẽ quay trở lại.